Diego Alves đã 4 lần đối mặt với Cristiano Ronaldo đáng gờm, nhưng đến 3 lần phần thắng thuộc về thủ môn người Brazil. Alves biết việc ngăn chặn một cú sút penalty mạnh mẽ và chính xác từ siêu sao người Bồ Đào Nha là rất khó khăn. Ngay lập tức Alves bước đến và thì thầm: "Đừng sút về bên phải của tôi." Không chịu khuất phục trước áp lực, đó là những gì người ta thường nói về Ronaldo. Tiền đạo số 1 lịch sử Real luôn bình tĩnh khi cần thiết. Anh đã chọn làm mọi thứ theo cách của bản thân như mọi khi. Nhưng ma thuật nào đó khiến Ronaldo lại sút về bên phải và Alves cản được quả phạt đền. Hiển nhiên ma thuật đó không phải là một sức mạnh siêu nhiên gì gây gớm, mà đơn giản chỉ là một trận chiến tâm lý giữa thủ môn và người sút. Những quả phạt đền chưa bao giờ là cuộc chiến công bằng với các thủ môn. Vì thế họ đã làm mọi cách để phá vỡ lợi thế của đối phương, gây mất tập trung, trì hoãn, khiêu khích hay thậm chí là áp sát đối thủ. Giống như cái cách Alves đã từng làm với Ronaldo, gần đây cựu thủ thành Arsenal là Emiliano Martinez đã khá thành công với cái gọi là ma thuật hắc ám này. Martinez chỉ bắt chính cho Aston Villa và đội tuyển Argentina trong hơn một năm, nhưng các thông số của anh tỏ ra vô cùng ấn tượng. Trong 14 quả bắt 11m gần nhất mà thủ thành 29 tuổi phải đối mặt, anh chỉ đẩy lọt lưới 8 lần. Đặc biệt là hành trình lên ngôi vô địch Copa America 2021 kể từ năm 1993, sân chơi mà chính Martinez là một trong những nhân tố nổi bật của Albiceleste. Nhưng chính cách Martinez thực hiện các pha cứu thua đó lại thu hút nhiều sự chú ý hơn cả. Mục tiêu tối thượng của Martinez là gây áp lực lên người sút càng nhiều càng tốt, khiến họ bị phân tâm hoặc do dự trong quá trình thực hiện, dẫn đến cú sút trở nên thiếu chính xác hoặc không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn. Đó chính là những gì đã xảy ra trong chiến thắng của Aston Villa tại vòng 6 ngoại hạng Anh năm nay, khi Manchester United được hưởng một quả phạt đền ở những phút cuối cùng. Sau khi đưa ra phán quyết, gần như tất cả các cầu thủ của Villa vây lấy trọng tài, trừ Martinez. Anh bắt đầu khiêu khích Bruno Fernandes, người đang ôm bóng để chuẩn bị thực hiện cú đá. Ngay cả khi Fred cố gắng đẩy Martinez ra xa, thủ thành người Argentina vẫn tiếp tục công việc của mình. Sau đó chỉ tay về phía Cristiano Ronaldo với hàm ý: "Anh nên là người thực hiện quả đá này." Với động thái khiêu khích đó, bản thân CR7 cũng muốn chính mình là người thực hiện quả phạt, nhưng Pogba đã ngăn cản. Tất cả người đam mê bóng đá như chúng ta đều biết, Bruno là một người có thừa sự lạnh lùng và điềm tĩnh khi thực hiện những quả phạt đền. Nhưng ngày hôm đó, mọi thứ đều biến mất. Thay vì sử dụng kiểu đá nhảy chân sáo quen thuộc, Bruno chọn cách tiếp cận trực diện hơn. Một cú sút như để nói với Martinez rằng: "Tôi sẽ chiến thắng anh." Nhưng không, Bruno lại là nạn nhân tiếp theo vì đã trúng ma thuật hắc ám của Emiliano Martinez. Martinez đã làm tất cả những gì có thể để cứu lấy 2 điểm cho Villa bằng việc cố gắng đưa Bruno ra khỏi vùng an toàn của mình. Anh đã thành công dù chẳng cần chạm tay vào bóng. Đây không phải là lần đầu tiên Martinez đánh phủ đầu đối phương bằng lời nói. Tại Copa America năm nay diễn ra trong tình trạng không có khán giả do ảnh hưởng của đại dịch. Nhờ thế khán giả mới nhận ra các loạt phạt đền ồn ào hơn họ tưởng. Ở trận bán kết giữa Argentina và Colombia, trong lúc Jerry Mina chuẩn bị lượt đá của mình, Martinez nói lớn: "Cậu đang lo lắng, cậu đang cười, nhưng đang lo lắng." Mặc cho Mina mỉm cười, Martinez tiếp tục chiêu trò của mình: "Bóng ở phía trước đấy, cứ làm ngơ đi, tôi biết cậu sẽ sút ở đâu rồi. Tôi sẽ cản phá, tôi sẽ nuốt chửng cậu, người anh em ạ." Mina đã hỏng sau đó. Khi cầu thủ mới vào thay người, Miguel Boja bước lên, Martinez thậm chí còn gay gắt hơn: "Mày sợ à, thằng hèn? Mày nói nhiều trong giờ nghỉ giữa hiệp lắm mà. Thích nhìn hả? Nhìn thẳng vào mặt tao này." Boja không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, nhưng hai người đồng đội của anh là Cardona và Davinson Sanchez thì không may mắn như vậy. Vượt qua Colombia ở trận bán kết và lên ngôi vô địch sau khi chiến thắng Brazil ở trận chung kết, tân binh Paris Saint-Germain Lionel Messi hết lời khen ngợi người đồng đội: "Tôi biết rằng thủ môn Martinez sẽ cứu chúng tôi và anh ấy xứng đáng với niềm tin đó. Emiliano Martinez là một con quái vật." Nếu bạn là người thực hiện quả phạt đền, bạn không chỉ phải trải qua trận chiến về tâm lý khi đối mặt với Martinez, bạn còn phải vượt qua điểm mạnh về mặt thể chất của anh. Một trong những khía cạnh thách thức với các thủ môn khi phải đối mặt với những quả phạt đền là phải kiên nhẫn xem phản ứng của người sút, trong khi vẫn phải bao quát một cầu môn bóng đá rộng 7,3m và cao 2,4m.
tạo cho nó diện tích 17,52m², lớn hơn một chiếc container, di chuyển cơ thể theo hướng bay của trái bóng, đồng thời điều chỉnh lực để đổ người vốn đã khó ở những cú sút xa. Nhưng nó trở nên khó gấp bội khi cú đá được thực hiện ở cự ly 11m, bởi quỹ thời gian quá hạn hẹp cũng như khoảng cách quá gần để các thủ môn có thể kịp phản ứng. Điều đó giải thích cho việc đa số thủ môn chọn cách đổ người trước khi cú đá được thực hiện. Tuy nhiên, ngay cả khi họ đổ người sớm và đúng hướng, một cú sút hiểm vào góc sẽ dễ dàng loại bỏ họ. Đó là chưa kể đến vấn đề lớn nhất, nếu thủ môn đoán sai hướng sút, họ hoàn toàn không có cơ hội để cản phá. Nhưng Emiliano Martinez hoàn toàn ngược lại, cao tới 1m95, sở hữu thân hình đồ sộ với hai bắp chân rất khỏe, giúp anh hoàn toàn có thể đợi đến giây cuối cùng trước khi quả phạt đền được thực hiện, mà vẫn có thể vươn tới những góc xa của khung thành, dù không di chuyển chân và đổ người sớm. Khi giữ thăng bằng để chờ phản ứng của người sút, hai phần bắp đùi của Martinez liên tục di chuyển lên xuống. Nó đủ khỏe để truyền lực từ đùi lên phần thân giữa và cánh tay, giúp anh đổ người nhanh nhất có thể. Ngoài ra, lời nói không phải là thứ duy nhất giúp Martinez đánh lạc hướng đối thủ. Thay vì đứng yên trong khuôn gỗ, thủ môn người Argentina sẽ kiễng chân lên và nhảy lên xuống hoặc sang hai bên để khiến người sút mất tập trung. Trên lý thuyết, những hành động này không hề tỏ ra vô nghĩa. Theo các thống kê, nó thực sự hiệu quả. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Philip Verley, Benjamin Noel và Daniel Mehmet năm 2017 cho thấy độ chính xác của các quả phạt đền sẽ giảm 10% nếu người dứt điểm bị mất tập trung về mặt thị giác. Luis Van Gaal là huấn luyện viên tiên phong trong bóng đá. Chiến thuật đột phá của ông là một trong hành trình đổi mới bóng đá Hà Lan của vị chiến lược gia có biệt danh là ngài tuy liếp thép này. Không có gì đáng ngạc nhiên, ông biết làm thế nào để đưa ra những lời sấm truyền trong những khoảnh khắc quan trọng. Và khả năng đó một lần nữa được thể hiện khi Hà Lan đá luân lưu với Costa Rica, một khoảnh khắc kỳ diệu của cơn lốc cam tại World Cup 2014. Ông thay thủ môn Bắc Chính trước đó bằng Tim Krul, người gác đền của Newcastle khi đó. Vào đúng phút 120, Krul đã dùng tiểu xảo tâm lý chiến để nhiếp hồn đối thủ. Anh tiếp cận từng cầu thủ Costa Rica để gầm ngừ, bất chấp tiếng la ó của các cổ động viên Trung Mỹ. Với tình hình bậm trợn, phạm vỡ, Krul vung tay, vung chân, đập xà ngang như thể cái khung thành này bé như hàng chuột với anh vậy. Hiệu quả tức thì, Krul đẩy được quả phạt đền thứ hai và thứ tư, giúp Hà Lan đi tiếp. Điều đặc biệt ở Krul là anh chỉ cản được 2 trong 20 quả phạt đền khi thi đấu trước đó. Tuy nhiên, một số thủ môn tỏ ra lạm dụng điều này, khiến họ trở nên mất thăng bằng và sự tập trung khi người sút tăng tốc độ lấy đà để dứt điểm nhanh. Trường hợp của Sohat ở tứ kết Euro 2012 là một minh chứng rõ ràng. Thủ môn người Anh cố gắng làm sao nhãng các cầu thủ Italy trong loạt đá luân lưu bằng cách nhảy xung quanh và la hét như điệu Kamesh của thổ dân Maori. Nhưng điều đó không ngăn cản Andrea Pirlo điềm tĩnh thực hiện một cú Panenka để giúp người Ý giành chiến thắng. Martinez tránh được cạm bẫy do chính mình tạo ra, một phần bởi thời điểm và nhận thức của anh về tình huống tỏ ra rất hoàn hảo. Đúng là thủ môn người Argentina di chuyển liên tục, nhưng khi thấy cầu thủ thực hiện tỏ ra sẵn sàng, anh sẽ dừng những di chuyển ở hông và bắt đầu tư thế sẵn sàng, kiển chân di chuyển lên xuống, đầu gối gập, hai tay để ở bên cạnh người, kích hoạt các cơ ở chân để sẵn sàng cho pha đổ người. Vào thời điểm người sút chạm bóng, cơ thể anh gần như đứng yên và ở vị trí tối ưu nhất để sử dụng tất cả những điểm mạnh thể chất của mình như vóc dáng, sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Không có gì phải xấu hổ cho các thủ môn ở những loạt đá luân lưu, bởi mỗi pha cứu thua là một hy vọng hơn là sự kỳ vọng. Thế nên, dù không phải ai cũng hâm mộ những chiêu trò có phần hắc ám của Martinez, nhưng với trò chơi mà phần thua từ đầu đã nghiêng về phía thủ môn, chúng ta khó có thể đổ lỗi cho họ. Điều làm nên sự khác biệt giữa những thủ môn bắt 11m xuất sắc nằm ở khả năng vượt qua nghịch cảnh một cách thường xuyên so với phần còn lại. Ở thời điểm hiện tại, rất khó để tìm ra người trang bị tốt về mặt thể chất cũng như tinh thần để xử lý tình huống như thế này, giống như Emiliano Martinez